Đây là cái mô hình vách thẳng đứng ngay này cả nhà. Mình thấy này, thiên địch rất là nhiều kiến, tức là chúng ta phải đợi nhé. Sắp tới thì nó sẽ có cái đợt gió trong mùa mưa, nên là chúng ta phải đợi cái cành trên này, cái rau nó quấn vào đây nhá, cái rau nó quấn vào đây rồi chúng ta mới được cắt cái ngọn để chúng ta định vị. Tại vì chúng ta làm chanh dây Âu á, nó có mấy vấn đề thế này: nó sạch nhưng mà nếu nó bị trầy thì nó cũng không có thể lên màu được. À xin lỗi, nó cũng, người ta không có nhập. Cái thứ hai mà nếu mà nó có sạch nhưng mà nó không đủ nắng thì chúng ta cũng không có thể mà xuất Âu được, vì nó không đủ nắng thì nó không lên màu, thì nó không có thể xuất Âu được. Cái yếu điểm của vàng tôi lặp lại là nó sẽ bị gió, nên hai cái dây này nè chúng ta giữ ở cái khoảng cách khoảng 5 tấc là hợp lý. Nếu chúng ta làm 7 tấc thì cái dây dưới này chúng ta phải chừa ngắn lại. Tại vì nó có một cái yếu điểm nữa á, xin thưa, nó có một cái vấn đề nữa, đó là khi mà chúng ta để cành mà nó quá dài đó thì nó bị tắc ngọn, tức là nó không có những cái chồi non như thế này, nó không có, thì chanh dây nó cũng không lên màu luôn đó. Vì nó không trao đổi được chất, nên là chúng ta phải đợi cái dây trên này này nó quấn cái rau vào đây thì chúng ta lúc đó mới cắt ngọn. Thì như vậy chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề là định vị được dây, nên giải quyết vấn đề là gió. Cái thứ hai nữa là chúng ta vì cái yếu điểm của nó là gió, nên là chúng ta phải để lá, để lá nhiều. Lá nhiều là chúng ta có một cái bức cái đệm giữa các cái trái với nhau, nên là phải để lá nhiều là như vậy. Đó là mấy cái mà chúng ta phải cần phải. Cái thiên địch này kiếm bóng quá trời, như thế này thì nó mới ăn bọ trĩ ăn nhện rồi được, chúng ta mới giảm thuốc bảo vệ thực vật. Đấy, nên là cái chúng ta phải điều tiết hai cái cành này ha, đặc biệt là một cái bước vào mùa mưa thì chúng ta lo thu cành đi, ăn xong rồi thu cành. Làm sao cái trái cuối cùng này này nó phải cách mặt đất được 7 tới 8 tấc đó, và chúng ta ăn cái cành này dài xuống và cành này ngắn lên đó. Trong mùa nắng thì có thể ngược lại là như vậy, chúng ta phải điều tiết chứ không thôi, nếu mà nó không 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 chúng ta để nó quá dài nó tắt ngọn thì nó sẽ không cái hiệu quá. Cái vườn này hôm rồi là chưa đúng dinh dưỡng đâu, mới điều chỉnh lại thôi, chứ cái vườn này mà sai về NPK, tức là hơi bị ít NPK. Quy trình của tôi thì tới tháng thứ 6 trở đi thì được 9 lạng cho tới 1 ký, nhưng mà chủ vườn thì người ta nói là như vậy là nhiều quá, trong khi các cái quy trình của các cái nơi mà làm bằng thuốc bảo vệ thực vật và phân học thì tôi thấy rằng là sau tháng thứ 6 với lượng trái này người ta bón từ 2 ký 4 cho tới 3 ký, mà chúng tôi bón có 9 lạng tới 1 ký mà vẫn kêu là nhiều, thì không biết rằng là như thế nào. Nhưng cuối cùng rằng là gì ạ, qua thực tiễn chứng minh thì người ta cách đây mấy ngày thì người ta điều chỉnh lại cái NPK ha, là như vậy.